chào mừng quý khán giả của FPT Play. Chúng ta sẽ cùng trở lại với giải bóng rổ APL Invitational 2023 này. Và rất có thể đây sẽ là trận thi đấu cuối cùng của Sao Hit tại mùa giải năm nay nếu như chúng ta không thể giành được chiến thắng. Và đó cũng chính là điều mà các cổ động viên của chúng ta không hề mong đợi một chút nào cả. Và để mở ra được cho chúng ta một cơ hội nữa để bước vào vòng chung kết thì đây là trận thi đấu mà chúng ta cần phải thắng bằng bất cứ giá nào. Đây là năm cái tên xuất phát ngay từ đầu với số 1 Kiljas, số 15 Holder, số 0 Jeremy Cobb, số 10 Hassan Thomas và số 12 Nguyễn Đình Phú Huynh. Ở trận đấu trước thì Jeremy Cobb của chúng ta đã mắc foul out với 5 lỗi cá nhân. Những trọng tài bắt chính trận này sẽ đến từ Hồng Kông, Philippines và Malaysia. Và bây giờ chúng ta cùng đến với starting lineup của Singapore Stringers, một trong những đối thủ chuyên nghiệp của chúng ta tại APL. Gồm đó chính là Alexander Xavier, Larry Liu, TJ Gary, Kendrick Pockley cùng với lại Devin Gold mang số áo là 23. Trận thi đấu mà chúng ta không còn gì để mất cả. Như vậy thì trận playoff thứ hai để tìm kiếm chiếc vé vào vòng chung kết chính thức được bắt đầu. Bóng trong tay của đội bóng đến từ Việt Nam là Sài Gòn Hit. Nguyễn Huỳnh Vũ Vinh trả bóng về, trả đất Holder, quá được người, bắt bước tốt. Tuy nhiên thì TJ Gary đã tặng cho anh một pha block ngay trên đầu. Đó chính là cách để mở màn cho trận thi đấu này đến từ TJ Gary. Vẫn là Alexander liên tục những pha chuyền bóng. TJ Gary là người đã mang về điểm số đầu tiên dành cho Singapore Stringers. Vòng ngoài, động tác giả, cú ném cự ly trung bình. Cuối cùng thì cũng có điểm số đầu tiên của Sài Gòn Hit sau rất nhiều lần phối hợp. Vẫn liên tục những pha chuyền bóng từ ngay khu vực chính diện. Rất nhanh chóng đã ném nhưng đó là một tình huống ném không có điểm. Kendrick Pockley đã đột nhiên nhận được bóng, anh quyết định đột phá và đó là hai điểm tiếp theo dành cho Singapore Stringers. Nhưng việc còn lại của Sao Hit cần phải làm đó chính là hạn chế để cho Singapore Stringers tạo ra được những mismatch như mà việc mà họ đã làm được ở trận playoff đầu tiên. Và đây là hai điểm tiếp theo dành cho Hassan Thomas. Động tác giả tiến vào trong ném cự ly trung bình, hai điểm tính dành cho chúng ta. Đó là Holder. Đây đã là tình huống phạm lỗi đồng đội thứ ba của họ. Thì hiệp thi đấu thứ nhất chỉ mới trải qua có nửa hiệp. Tiếp theo là hai điểm được tính dành cho Lê Hải Sơn. Buckley thì sang đó là Getty. Open shot và ném ba thành công. Pha xử lý tốt đến từ Alexander. Giljan lên bóng rất nhanh. Giljan, Jeremy Cole, một mình Jeremy Cole, bóng đi vào rổ. Chúng ta đang chơi chủ động hơn. Bắt buộc cho tình huống tấn công tiếp theo của Singapore Stringers họ phải đánh chậm lại thôi. Tuy nhiên thì đột nhiên TJ Gary không một ai kèm hết, anh đã thực hiện dễ dàng một tình huống alley-oop play-up. Không, vòng ngoài có Holder chờ đợi. Chưa phải là open shot và đó là pha lay-up thành công. Một nỗ lực xoay chuyển và kiểm soát tình hình ở khu vực dưới rổ và trong phền. TJ Gary là người nhận bóng tiếp theo. Anh em boss up bị double team, xoay người. Tuy nhiên anh vẫn tìm được cách để mang về điểm số thứ 12 dành cho Singapore. Holder, 3 điểm dành cho Holder. Tuyệt vời. Team Well đã được đưa vào sân để thay thế cho Phú Vinh. Holder, 2 điểm tính dành cho chúng ta. Một tình huống reverse layup tốt. Không có điểm. Một tình huống tìm hình thành công đến từ Alexander. Có 2 điểm gỡ dành cho Singapore Slinger. Thomas đã tự sửa sai sau tình huống chuyền về tay hài, làm khó Giljas và một turnover. Nhưng hơi tiếc là sau đó đối thủ đã làm được một điều cực kỳ ấn tượng. Ivan Giljas vẫn đang tìm kiếm những pha đánh tốt hơn. Ivan Giljas đã tìm kiếm được và đây là 2 điểm dành cho Sài Gòn Hit. Hiệp trận đấu thứ nhất cũng đã kết thúc. Vẫn là Ivan Giljas, một pha snap back rất tốt. Và đó là điểm số đầu tiên hiệp trận đấu thứ hai này đến từ số 1 của chúng ta là Ivan Giljas. Team Well thành công. Không khác nào một quả ném phạt. Hassan Thomas đối đầu với Kendrick Pockley. Bỏ đi Kendrick, pha pass tốt. Nhưng đây là một tình huống mà Team Well đã không thể nào cứu bóng được, giúp cho TJ Gary úp rõ hai tay thành công. Đối phương thì thoải mái ở tình huống này. Đây là một cú bóng nữa. Rất tiếc sau đó Pockley vẫn là một cái tên quá hay, quá nguy hiểm.
Pha ném rổ thành công rồi. Pha chân đã xuất hiện. Được chuyền bounce pass dành cho Holder. Holder rất khéo léo ở trong khu vực pen vừa rồi. Kiljat không thể rebound, điều đó cũng dễ hiểu thôi, đối phương cao lớn hơn nhiều. Nhưng đó là một pha phòng ngự tốt của chúng ta, đó là Chilwell. Còn đây, tiếng còi cất lên và có điểm tính cho Slinger, họ có end one. Phú Vinh khoa chân. Pha ném tựa vào tốt của Phú Vinh. Davigo, Getty. Quá hay. Thực sự phải khen Getty ở tình huống vừa rồi. Winnable pass rank, kích nhận cho CJ Getty, đó là Jeremy Lincoln. Một lần nữa, Kevin Lim đã tìm được tư thế ném khá chống chọi khi mà Evan Gilroy là người đã chưa kịp thời ra phòng thủ anh. Getty đang bị mắc hai lỗi cá nhân. Và đó là cú ném câu trả lời của Holder. Đối phương đang chơi khá chậm. Ném cự ly trung bình. Hai điểm tính dành cho Singapore Slinger. Xavier đã tìm kiếm thấy được Kendrick Buckley, vẫn là Alexander Xavier. Quyết định ném ba được 45 rồi và đó là tình huống ném ba thành công dành cho Singapore Slingers. Kendrick Buckley ném ba và đó là 3 điểm dành cho Kendrick Buckley. Và đó sẽ là những tình huống mà không được phép bỏ lỡ cơ hội như vừa rồi. Cú ném ba tốt đến từ phía Singapore Slinger. Đã có một chuỗi run điểm khá xa. Và đây là Phú Vinh với hai điểm tính, một pha gõ bàn thành công dành cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Chơi đùa với quả bóng này, Alexander Xavier có được khoảng trống, vẫn là góc ném sở trường của anh và anh lại mang về một tình huống ném ba thành công nữa ngay khu vực 45 độ. Chúng ta đã gỡ được. Chúng ta cần phải chắc chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Vẫn chưa thể nào đánh được, Ivan Gilgeous đã té ngã. Power pass stop, nhưng Chilwell là người đã phòng thủ thành công. Tuy nhiên thì CJ Gary vẫn mang về điểm, anh bắt đầu flex những bộ cơ bắp của mình. Chỉ cần chúng ta phòng thủ và hạn chế những pha tấn công sâu vào khu vực pen thì chúng ta có thể nói là khá dễ thở. Đây rồi, nhưng vẫn còn đó là CJ Gary. Một chiều cao như thế này thì làm sao mà rebound được đây. Như vậy thì bóng vẫn còn trong sân, wide open và đây là tình huống up roll thành công dành cho Tyrone Jeremy Combs. Ivan Gilgeous quyết định đột phá, bull up từ giữa sân nhưng nó vẫn chưa đủ để ghi điểm. Không sao cả, vẫn còn đó là Hassan Thomas. Tìm thấy Ivan Gilgeous quyết định ném ba và đây là tình huống ném ba thành công dành cho Ivan Gilgeous. Một sự bùng nổ kịp thời, một cú ném ba mà khiến cho toàn bộ nhà thi đấu Nguyễn Du phải bật dậy. Jeremy Combs. Vẫn là Jeremy Combs. Xoay chuyển tốt. Chilwell! 2 điểm dành cho Saint-Denis. 56-58. Chỉ còn 2 điểm cách biệt nữa mà thôi. 60-58. Vẫn là một tỷ số mà chúng ta có thể săn lấp bất cứ lúc nào. Lỗi của Chilwell. End one dành cho Singapore Slinger. Chilwell. Được chuyển bounce pass dành cho Combs. Hai điểm tính dành cho Jeremy Combs. Đó chính là Kendrick Buckley. Vẫn là một pha dắt bóng đi dạo dành cho Ivan Gilgeous. Tạo được khoảng trống. Hassan Thomas ném ba và bóng là vua đủ để ghi được. Hassan Thomas đánh sang ba vị trí số 63 đều dành cho Sài Gòn Heat. Jared Solder, một đường chuyền dành cho Jeremy Combs. Qua được người, đánh bóng thành công và hai điểm tính dành cho Jeremy Combs, một viên của Sài Gòn Heat. Jeremy Combs quyết định truyền bóng ra, Hassan Thomas quá chống chạy và Hassan Thomas là người đã ném ba thành công rồi. Chàng trai mang tên Lai Hải Sơn của chúng ta đã mang về được mục tiêu kỳ diệu cần thiết, ghi điểm đúng lúc đúng thời điểm và trở thành anh hùng của Sài Gòn Heat ngay những giây phút cực kỳ quan trọng này. 64-68 dành cho Sài Gòn Heat, 4 điểm cách biệt. Kendrick Buckley trả bóng về cho CJ Gary, thêm một pha ném ba nữa. Nhưng đây là một tình huống ném ba dội rộ và vẫn có điểm tính dành cho Singapore Slingers. Vì còn lại chúng ta còn làm đó chính là phòng thủ thật cực kỳ chắc chắn vào. CJ Gary đã không thể nào từ chối được cơ hội ngon ngang như thế này khi mà Jared Solder là người đã mất đi được sự thăng bằng vì đang theo kèm CJ Gary cả. Gilchat. Gilchat. Đây là điểm cho Gilchat. Tỏa sáng đúng lúc cần thiết. Thời gian thi đấu còn 1 phút.
3 điểm tính dành cho Singapore Slinger. Hughes thành công rồi. Và Hughes một lần nữa đã xoay 72 đều. Gonzalo Zuhiro dành cho Ivan Hughes. Đối phương đã phải lựa chọn và phải gọi lần hội ý còn lại duy nhất của họ. Ném 3 quá xuất sắc. Chúng ta cần phải cực kỳ cẩn trọng trong pha phòng thủ. CJ Gary đối đầu với Hassan Thomas. Xoay người thả rổ thành công dành cho CJ Gary. 77-72. Holder, Phú Vinh. Hai điểm quan trọng để chúng ta níu giữ lại khoảng cách. Còn 3 điểm nữa. Cách biệt hiện tại đang là 3 điểm, một cú ném 3. Đây là N1 dành cho Ivan Kyuyong. Xuất hiện đúng lúc, ghi điểm đúng thời điểm. Đó là những gì mà Ivan Kyuyong Junior đã làm được trong trận thi đấu này. Đối đầu Nguyễn Hoàng Phú Vinh chạm bóng về Kenzo Buckley. Vung phép qua được người, bắt bước lên rổ. Và có điểm dành cho Kenzo Buckley. Hội ý dành cho Sago Hit. Kyuyong thành công rồi. Điểm tận dành cho Ivan Kyuyong. Chúng ta phải áp sát, chúng ta áp sát đối phương. Buộc họ phải ném 3. Họ còn lại 3 giây, 2 giây, 1 giây. Hết giờ rồi, hết giờ. Như vậy là chiến thắng dành cho Sài Gòn Hiệp với tỷ số chung cuộc là 79-84 chỉ với 2 điểm. Cực kỳ suýt xa và đầy nghẹt thở. Xin chúc mừng Sài Gòn Hiệp đã có được chiến thắng đầu tiên của họ trong trận play-off. Đối đầu với là Singapore Singer. Không còn từ nào có thể diễn tả được chiến thắng này. Thực sự là quá vui mừng, thực sự là quá ngọt ngào cho chiến thắng của Sài Gòn Hiệp ngày hôm nay. Ông 30 đã mang tới vào ngày 8 tháng 3 quá thực sự là trọn vẹn cho toàn bộ khán giả của Sài Gòn Hit, khán giả của bóng rổ Việt Nam. Chúng ta đã có một chiến thắng tuyệt vời, một chiến thắng quá nghẹt thở từ những giây cuối cùng của trận đấu thì mới có thể biết được. Chúng ta đưa trận đấu này vào trận đấu thứ 3. 81-79, khoảng cách chỉ là 2 điểm thôi. Quá nhiều những cung bậc cảm xúc được khán giả, được ông 30, được khán giả đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Và chúng ta đã giành được chiến thắng. Chúng ta là những người chiến thắng ở trận đấu này. Và chúng ta sẽ còn thi đấu tiếp vào ngày mai. Chúng ta vẫn giữ được hy vọng sẽ bước vào trận chung kết của ABL 2023. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Cảm ơn những khán giả đã có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Cảm ơn khán giả đang theo dõi trận đấu này trên FPT Play. Chúng ta đã có một buổi tối quá tuyệt vời, một buổi tối đáng nhớ. Đây sẽ là trận đấu hay nhất của Sài Gòn Hit trong mùa giải năm nay. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào ngày mai, trận đấu quyết định để giành tấm vé vào chơi chung kết. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.